À, chào cô. Anh là Tân có phải không? À, vâng, đúng rồi. Để không mất thời gian, tôi giới thiệu luôn. Tôi là Lan, 26 tuổi, chiều cao 1m65, nặng 55 kg. Lương của tôi mỗi tháng là 10 triệu, tôi không biết nội trợ. Thế à? Anh để tôi nói hết. Tôi ghét nhất những ai mà tôi đang nói mà nhảy vào mồm tôi đấy. Vâng, cô cứ nói đi. Yêu cầu của tôi về bạn trai rất đơn giản. Anh có nhà 3 tầng, 200 mét vuông không? Được không? Anh có xe hơi 2 tỷ không? Cũng không có. Cũng không, nhưng mà tôi... Thôi được rồi, dừng lại được rồi đấy. Tôi nghĩ là anh không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Tôi với anh không hợp, thế nhá. Ơ này cô ơi, tôi chưa nói chuyện xong mà. Tôi bảo là đủ rồi. Anh biết hay sao mà không hiểu tiếng người? Cô định làm gì đấy? Tôi định làm gì á? Ý của tôi là cái thứ nghèo hèn như anh, trên răng dưới dép lê như này mà đòi cưới vợ á? Cưới vợ về để vợ con gặp đất mà ăn à? Mất thời gian. Cô làm cái gì? Này, cô kia, cô làm như thế mà xem được đấy à? Tôi chỉ dạy cho anh ta biết chỗ của anh ta ở đâu thôi. Đúng là cái loại vừa nghèo vừa hèn. Nghèo thì làm sao? Nghèo là một cái tội à? Nghèo thì không được yêu à? Đúng rồi đấy. Cái ngữ như anh ta có kiếm cả đời cũng chẳng ai thèm đâu. Ai bảo là không có ai thèm? Tôi này, tôi thích anh ấy. Ôi trời ơi, đúng là cũng hợp với nhau lắm đấy. Một kẻ nghèo hèn, một con phục vụ, cũng xứng đôi vừa lứa. Thì sao? Ít ra chúng tôi còn có đôi có cặp, còn hơn cô. Tôi thì sao? Chẳng phải là cô cũng ế sưng mõm lên thì mới phải đi xem mắt hay sao? Để tôi chống mắt lên xem, bao giờ thì cô lấy được chồng như ý nhá. Cô... Bây giờ cô đi về hay đứng đây để tôi xả giận thay cho người yêu tôi? Được lắm, cứ đợi đấy. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Mà sao anh đi xem mắt lại đi dép lê thế này? Không phải là tôi kỳ thị đâu, nhưng mà có vẻ là không hợp lý cho lắm. Chuyện là như này, hồi nãy tôi đi vệ sinh trong quán ấy, thế là chẳng may ướt bất đôi giày, tôi mượn tạm đôi dép này ở trong đấy ra đây, chứ đi chân đất ra đây buồn cười quá. Tôi đang đứng ở đây định hỏi xin phép nhưng mà cô Lan kia cô đến nên tôi chưa kịp làm gì quên mất. Tôi xin lỗi nhé. Bảo sao? Tôi thấy đôi dép là cân quen. Cái chuyện vừa nãy ấy. Chuyện gì cơ? Chuyện mà cô bảo là cô thích tôi ấy. À, lúc đấy là tôi nóng giận quá tôi nói thế thôi, anh đừng để ý nhá. Nhưng mà tôi lại muốn chuyện đó anh sự thật ấy. Cô đồng ý làm bạn gái tôi nhá. Này, như anh có chút hơi vội vàng rồi. Tôi xin cô đấy, cô giúp được thì giúp cho chót đi. Hôm nay tôi mà không dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ tôi, bố mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Tôi được rồi. Thật không? Cô đồng ý làm bạn gái tôi nhá. Ôi trời ơi, tốt quá. Cuối cùng tôi có bạn gái rồi. Cái gì đây? Bỏ tôi ra, đang trong giờ làm việc. Bà chủ thấy đuổi việc tôi đấy. Cô sợ cái gì chứ? Sau này tôi mua cho cô cả cái quán này để cô làm bà chủ luôn. Đúng là một điều. Ôi, không có mắt à? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Là anh à? Tôi... Đúng rồi, là tôi đấy. Thế hạng người nghèo hèn như anh thì ở khu nhà cao cấp này làm cái gì? Tôi đi mua nhà. Thế nhá. Đúng vậy. Cô muốn cái gì nữa? Anh còn dám nói là anh đi mua nhà á? Anh không tìm hiểu xem một căn nhà ở đây bao nhiêu tiền à? 5 tỷ, có vấn đề gì sao? Cũng xem như là anh có tìm hiểu đi. Nhưng mà... Chẳng lẽ... Anh là trộm à? Thì... Anh lân la ở đây định trộm đồ đúng không? Còn nói linh tinh cái gì đấy? Còn cãi à? Cái hạng người nghèo hèn như anh đi dép lê đi xem mắt thì làm gì có 5 tỷ mà mua nhà? Không thèm đối cò của cô nữa. Nhớ. Đứng lại. Dân phòng đâu? Dân phòng đâu? Trộm này, trộm này. Bỏ ra. Ôi đâu, đâu, đâu? Cô bị trộm đâu? Đây, là anh ta. Anh đừng có tin là cô ta. Cô ta bị dở hơi đấy. Cô ta có hiềm khích với tôi cho nên nói như thế thôi. Bỏ ra. Này, cô chắc chứ? Chắc chắn. Anh mà không đuổi anh ta ra khỏi đây á, anh ta mà trộm cái gì mất cái gì ở đây, anh làm cả đời không đền được đâu.
Anh đi làm cái gì đấy? Còn làm gì nữa? Tôi mời anh đi ra khỏi đây. Không được, bây giờ tôi phải đi làm thủ tục nhận nhà, anh hiểu chưa? Anh ta nói dối đấy. Thế hạng người nghèo hèn như anh thì làm gì có tiền mà làm thủ tục nhà? Tôi đã nói rồi, tôi mua nhà ở đây, cô nghe mà cô không hiểu à? Anh xem kìa, anh ta còn ngoan cố đấy. Bây giờ anh còn ngoan cố nhá, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với anh đấy. Anh định làm cái gì tôi? Là lôi anh ra khỏi đây còn gì nữa. Đi! Bỏ tôi ra! Đi! Bỏ ra! Đi đây! Anh làm cái gì đấy? Bỏ ra! Đáng đời! Anh đi đi! Lần sau còn làng vàng đây tôi báo công an đấy. Tôi đã nói với anh rồi, là tôi mua nhà ở đây, tại sao anh không tin tôi nhỉ? Tôi không tin. Bây giờ anh muốn tôi tin đúng không? Anh lôi giấy tờ chứng minh bản thân của anh đi, thì tôi tin. Cái này để tôi. Cái này tôi quên mang theo. Chắc là tôi đánh rơi ở xe rồi. Để tôi vào trong lấy. Lại văn vở. Đi mua nhà mà quên giấy tờ, cái ngỡ như anh đúng là vứt vào sọt rác. Cô, này, tôi làm gì cô mà cô ấy đối xử với tôi như thế hả? Anh đừng có mà nói linh tinh. Tại vì tôi muốn bảo vệ cái an ninh khu phố này. Thôi anh mau đi đi. Hey, lần trước gặp anh ở khu nhà, tôi còn tưởng là tình cờ cơ. Nhưng mà không ngờ anh theo tôi đến tận công ty. Cái cỡ như anh mà đòi tán tỉnh tôi á. Này cô. Đề. Này, anh có theo tôi 10 kiếp thì cũng đừng có mơ nhá. Hình như cô đang hiểu nhầm tôi cái gì đó thì phải. Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái gì? Tôi đến đây làm việc chứ không phải là tán tỉnh cô đâu. Làm việc? Cái ngữ như anh thì làm việc gì? Dọn nhà vệ sinh à? Tiếc quá, làm cô thất vọng rồi. Tôi đến đây bàn hợp đồng, thế nên cô đừng có ảo tưởng sức mạnh. Này, cô làm cái gì đây hả? Tôi xé đây, thì làm sao? Anh tưởng cầm mấy cái tờ giấy lộn này mà định hù dọa tôi á? Hợp đồng này cả chục tỷ đấy, cô có biết không ạ? Tôi nói cho anh biết, tôi là thư ký của giám đốc đấy. Cái ngữ như anh làm gì mà đến đây bàn hợp đồng? Có mà đến tán tỉnh thì có, nhưng mà tiếc quá, không có mắt được tôi đâu. Có vẻ như là anh rất tốn công để có thể lên mọi kế hoạch đúng không? Chứ không thì làm sao mà trùng hợp đến như vậy chứ? Cô nghĩ mình có giá làm sao? Loại người như cô có quỳ xuống cầu xin tôi yêu cô, tôi không thèm đâu. Đi đâu ấy? Tôi đi gặp giám đốc của cô. Ê, cái chỗ của anh là ở kia kìa, nhà vệ sinh đấy. Tại sao tôi phải nghe tên là cô chứ? Kìa, đứng lại! Xin lỗi sếp ạ, em sẽ đuổi kẻ ăn mày này ra ngoài ạ. Anh, mau đi ra ngoài! Ok, được thôi. Vậy để xem sếp của cô thế nào đã. Cô nói cái gì đấy? Đây là khách quý của công ty mình đấy. Anh bảo đây là khách quý của công ty chúng ta sao ạ? Sếp, sếp có nhầm không đây? Nhầm là nhầm thế nào được? Cô tính lên mặt dạy đời tôi đấy à? Đây là anh Tân, chủ tịch công ty SVM, tài sản 100 tỷ đấy. Thật sao ạ? Đúng vậy. Không thể nào, sếp bị lừa rồi. Anh ta biệt thự 3 tầng, rồi cái xe 2 tỷ còn không có, lấy đâu 100 tỷ chứ? Xem ra thư ký của anh không muốn chúng ta hợp tác rồi. Vậy tôi xin phép. Chủ tịch Tân, đợi đã. Nhưng mà... Còn cô nữa, làm loạn đủ chưa? Đi ra ngoài. Nhưng... Hay cô muốn nghỉ việc? Dạ không ạ. Cút ra ngoài. Vâng. Dạ, chủ tịch Tân, mong anh thông cảm ạ. Là do tôi dạy dỗ thư ký không nghiêm ạ. Thông cảm à? Được thôi. Nhưng mà hợp đồng cô ta xé mất rồi. Xem ra chuyện hợp tác giữa hai công ty nên hủy thôi nhỉ? Sao có thể được ạ? Chúng tôi rất mong chờ sự hợp tác này, mong anh xem xét ạ. Xem xét lại sao? Anh mau giải quyết nội bộ của anh trước đi, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Chủ tịch Tân! Ra rồi sao? Đúng vậy, cô vẫn ở đây chờ tôi à? Có chuyện gì à? Tôi muốn nhắc nhở anh, đừng tưởng ăn mặc lịch sự một chút
là có thể lừa được giám đốc của tôi nhá. Tôi sẽ sớm vạch trần bộ mặt thật của anh. Tôi có nói dối gì sao? Đâu mà cô vạch trần tôi? Thì anh vốn không phải chủ tịch giàu có. Sao cô biết tôi không phải là chủ tịch? Thì anh... À, hay là vì cái chuyện mà tôi không có nhà và không có xe như theo ý cô mong muốn? Đúng vậy. Chứ anh giải thích sao về việc đấy? Thế tôi nói cho cô biết này. Tôi ở nhà 5 tầng, chứ không phải là 3 tầng như cô mong muốn. Với lại tôi đi xe Rolls Royce, chứ không phải là cái xe 2 tỷ mà cô nói. À, phải rồi. Tôi cũng mới mua một chiếc xe bình thường thôi, để đón bạn gái đi chơi đấy. Là thật sao? Không tin thì cô đi hỏi giám đốc của cô ấy. Chứ tôi không có thời gian để đứng đây tiếp chuyện với cô đâu. Sếp ơi, sếp. Cô bị làm sao nhỉ? Sao không có một chút tác phong nào vậy? Em xin lỗi ạ. Cô chỉ biết nói xin lỗi thôi, không biết nói câu nào khác à? Sếp. Vào đây có chuyện gì? Sếp ơi, cái người vừa nãy, anh ta thật sự là chủ tịch sao ạ? Tôi đã nói đến như thế mà cô còn không hiểu à? Tôi không ngờ cô lại mù thông tin đến như thế đấy. Đấy là chủ tịch Tân, chủ tịch của công ty SBM, mức tài sản đứng đầu cả nước đấy. Cô bị làm sao đấy? Tôi còn chưa nói xong rồi mà. Em không sao ạ? Này! Cô ta bị làm sao nhỉ? Mình còn chưa đuổi cô ta mà. Mình đúng là ngu mà. Phải là quá ngu ngốc ấy chứ. Sao lúc đấy mình không nghe anh ta nói hết? Lan ơi, Lan. Mày tự cho mày là thông minh, xong rồi để vụt mất con cá lớn này. Đuổi mà. Hình như anh ta ở đây thật. Được rồi, anh cứ đợi đấy. Kiểu gì anh cũng nằm trong tay tôi thôi. Sao anh ta vẫn chưa ra nhỉ? Cẩn thận. Cô sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn. Này, anh không biết Tùng là Tuyết Ngọc à? Với người khác thì có, nhưng cô thì không đâu. Tại sao chứ? Tại vì tôi không biết có phải là do cô tính kế hay không. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Thế không phải sao? Anh muốn gì? Cô muốn sao? Ơ kìa. Này, anh đứng lại. Cô còn muốn cái gì nữa? Tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi đã làm gì cô? Anh buông tay khiến tôi ngã. Thế chẳng phải là cô vẫn dư sức để đuổi theo tôi à? Nhưng mà bây giờ tôi đau mỏi khắp người. Anh phải bồi thường cho tôi. Vậy cô muốn bồi thường sao? Anh là bạn trai của tôi. Vô vị. Tôi có bạn gái rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Đây là cô à? Gặp tôi anh phải vui chứ. Sao mặt ỉu xìu vậy? Cô tìm tôi có chuyện gì không? Tôi nấu rất nhiều đồ ăn ngon, tôi đem qua cho anh ăn cùng. Cô lại muốn gì đây? Tôi thật sự không có ý gì mà. Vậy thì tôi xin cảm ơn. Đồ ăn tôi nhận rồi, cô không mau về đi. Thế anh không định mời tôi vào uống nước à? Tôi không rảnh.
Này, đứng lại tôi. Ai vậy anh? Sao cô lại ở đây? Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Tại sao cô lại ở đây? Anh Tân mời tôi vào đây. Anh Tân, chuyện này là sao? Tại sao anh Tân phải giải thích với cô chứ? Bỏ ra, đừng có làm như thế. Vợ tôi hiểu nhầm đấy. Anh gọi cô ta là cái gì cơ? Là vợ. Vợ á? Ờ, đúng thế đấy. Làm sao? Mà tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ nhở? Nhờ cô mà tôi mới có cơ hội đấy. Tôi sao? Mà cô đến đây làm gì? Chẳng lẽ cô thèm khát chồng tôi như thế à? Cô... Em đừng nói như thế chứ. Người như cô Lan đây chắc chắn là không muốn làm vợ bé đâu. Biết đâu được ạ. Hai người được lắm. Đúng là đáng đồ. Mà công nhận nhá, miệng lưỡi của em cũng sắc bén thật đấy. Không phải anh cũng thế sao? Mà sao lại để cô ta vào đây vậy? Anh cứ cho cô ta vào đâu, là cô ta tự đẩy cửa rồi vào đấy chứ. Cái gì thế kia? À thì đồ ăn. Là cô ta mang đến à? À. Xem ra cũng biết cách chăm sóc phết nhỉ. Em đang ghen đấy à? Đâu có, ai thèm ghen. Nói như thế là em thương yêu anh à? Anh phải tự biết chứ. Em nói vậy thì anh buồn đấy nhá. Buồn thì kệ anh. Sao thế được? Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Trách nhiệm gì? Thì trách nhiệm biến lời nói khi nãy của anh thành hiện thực. Sau này làm vợ anh nhá. Rồi. Từ khi mà em xuất hiện trong cuộc đời của anh đã biết rằng em chính là định mệnh của đời anh. Và nhận ra rằng trong cuộc đời này, nếu người đó không phải là em, thì anh không thể nào rung động trước một ai khác. Anh yêu em.